MU liên hệ Messi, Man City lấy Ole. MU liên hệ với Leo Messi, Man City đề nghị mua Ole. PSG đàm phán Asensio là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 28 tháng 5. MU bất ngờ liên hệ Messi. Tương lai của Lionel Messi hứa hẹn trở thành câu chuyện nóng nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 khi có thông tin MU cũng đang liên hệ thảo luận hợp đồng. Messi sớm xác nhận rời PSG khi hết hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 sau khi hai bên có nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là sau khi anh và gia đình sang Saudi Arabia thực hiện cam kết quảng cáo. El Nacional, tờ báo xứ Catalonia, cho rằng MU đang tìm cách để đưa Messi gia nhập sân chơi Premier League. Messi chưa có quyết định chính thức về tương lai dù câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia hứa hẹn thu nhập 600 triệu euro trong 2 năm. Barcelona cũng mời anh trở lại nhưng gặp khó khăn về tài chính. Gần đây, MU liên hệ với PSG để mượn Neymar và trả toàn bộ số lương. Quỷ đỏ cũng muốn đưa Messi về Old Trafford tiếp tục đá cặp cùng hoàng tử bóng đá Brazil. Messi vừa ghi bàn trong trận hòa 1-1 trên sân Strasbourg để giúp PSG vô địch Ligue 1, đồng thời lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử năm giải hàng đầu châu Âu, 496 bàn, vượt qua Cristiano Ronaldo với 495 bàn. Man City hỏi mua Ole. Man City vừa có những liên hệ bước đầu với Crystal Palace để chuyển nhượng cầu thủ trẻ đa năng Michael Ole mùa hè năm nay. Theo báo chí Anh, màn trình diễn của Ole với Crystal Palace giúp anh nhận được sự quan tâm từ hai câu lạc bộ đầu bảng Premier League. Trước khi Man City liên hệ, đại diện của Arsenal cũng theo dõi bước tiến của Ole ở giải đấu hàng đầu bóng đá Anh. Ole có khả năng hoạt động rất nhiều vị trí. Mùa này, tài năng của đội U21 Pháp, sinh tại Anh, đá tiền đạo phải, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Pep Guardiola gần đây chọn giải pháp 3-2-4-1 nên Ole được chờ đợi phù hợp với Man City. Anh sẽ là nhân tố để từng bước kế thừa Riyad Mahrez. PSG đàm phán Asensio, nhà tân vô địch bóng đá Pháp, câu lạc bộ PSG đang có những liên hệ với Marco Asensio theo dạng chuyển nhượng tự do. Asensio hết hợp đồng với Real Madrid vào tháng sau. Quá trình đàm phán gia hạn giữa hai bên chưa có tiến triển nào. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, đề nghị mới nhất mà phía Real Madrid đặt lên bàn đàm phán bị Asensio từ chối vì một số vấn đề không như anh mong muốn. Thế nên, PSG đang tự do tiếp cận Asensio thông qua người đại diện Jorge Mendes. Giám đốc thể thao Luis Campos hy vọng có cầu thủ người Tây Ban Nha để làm mới đội hình. Asensio có lối đá rất toàn diện. Cầu thủ 27 tuổi ghi 12 bàn cho Real Madrid bằng với mùa trước và cũng là kỷ lục tốt nhất của anh. Xem ngay những tin chuyển nhượng mới nhất tại đây.